Kính chào quý vị. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự trưa thứ Năm ngày 31 tháng 1 năm 2013 trên kênh VTV Phú Yên, Đài truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, nhân dịp đầu xuân Quý Tỵ 2013, vào sáng hôm nay, tỉnh ủy Phú Yên đã tổ chức gặp mặt nguyên cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ. Tại buổi gặp mặt, thường trực tỉnh ủy Phú Yên đã báo cáo những nét cơ bản về tình hình kinh tế xã hội trong năm qua, nỗ lực của tập thể ban thường vụ tỉnh ủy trong việc chỉ đạo điều hành trong bối cảnh khó khăn chung về kinh tế, giải quyết những vướng mắc tồn động xung quanh vấn đề Biển Đông, xây dựng nông thôn mới cũng như các vấn đề về văn hóa xã hội. Riêng về thực hiện việc kiểm điểm tự phê và phê bình theo nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, tỉnh ủy Phú Yên đã tiến hành nghiêm túc, cẩn trọng. Kết quả kiểm điểm tự phê và phê bình đã được Bộ Chính trị đánh giá cao. Trước, trong và sau đợt kiểm điểm, tỉnh ủy Phú Yên cũng đã giải quyết dứt điểm một số vụ việc tồn đọng kéo dài nhờ được sự đồng tình của nhân dân. Trân trọng cảm ơn những đóng góp tích cực của các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ đối với sự phát triển chung của tỉnh, thường trực tỉnh ủy Phú Yên mong muốn các đồng chí tiếp tục đóng góp trí tuệ và sức lực của mình góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh đề ra. Nhân dịp xuân mới Quý Tỵ 2013, tỉnh ủy Phú Yên chúc các đồng chí cùng gia đình sang năm mới dồi dào sức khỏe, bình an, hạnh phúc và thành công, năm mới có nhiều niềm vui mới, thắng lợi mới. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa chính thức công bố dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thay thế cho thông tư 54 trước đây. Đáng chú ý là trong dự thảo lần này là tiêu chí quy hoạch vẫn được thực hiện theo thông tư liên tịch số 13 năm 2011 của Liên Bộ, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Bộ Tài nguyên Môi trường. Về tiêu chí đường giao thông nông thôn, theo thông tư mới này, quy mô kỹ thuật đường giao thông nông thôn quy định trong quyết định số 315 năm 2011 của Bộ Giao thông Vận tải. Đối với tiêu chí thủy lợi, hệ thống công trình thủy lợi, bao gồm các công trình thủy lợi có liên quan trực tiếp với nhau trong công tác quản lý và vận hành trong một phạm vi nhất định. Về tiêu chí điện nông thôn, thực hiện theo quy định tại văn bản số 11059 năm 2011 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện tiêu chí về điện trong xây dựng nông thôn mới. Đối với tiêu chí chợ, dự thảo đề nghị các xã có chợ nằm trong quy hoạch mạng lưới chợ nông thôn được Ủy ban Nhân dân huyện phê duyệt theo hướng dẫn của Bộ Công Thương. Cục Bảo vệ Thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, ngay trong tháng đầu tiên của năm nay, tại các khu vực đã xuất hiện nhiều loại sâu bệnh hại cây trồng. Cụ thể, diện tích bị sâu cuốn lá nhỏ đã lên đến gần 50.000 hecta, trong đó nhiễm nặng là 111 hecta, mật độ có nơi cao trên 40 con một mét vuông, tập trung chủ yếu tại khu vực Nam Bộ và Nam Trung Bộ. Tổng diện tích nhiễm rầy tại Nam Bộ và Nam Trung Bộ cũng lên đến hơn 60.000 hecta. Bệnh khô vằn cũng đang gây hại chủ yếu tại các tỉnh khu vực Nam Bộ và miền Trung với tổng diện tích nhiễm gần 6.000 hecta. Cục Bảo vệ Thực vật khuyến cáo bà con nông dân cần tiếp tục bám sát đồng ruộng, kịp thời có các xử lý khi cây trồng xuất hiện sâu bệnh. Tiếp tục với những thông tin thời sự đáng chú ý khác, Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo đã công bố hơn 2.100 học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia lớp 12 ở bậc trung học phổ thông năm 2013. Theo đó, Hà Nội là địa phương có số thí sinh đoạt giải nhiều nhất trong tổng số 63 tỉnh thành với 129 thí sinh đoạt giải. Tiếp theo là Hải Phòng với 80 thí sinh, Nam Định đứng thứ 3 với 77 thí sinh, Nghệ An đứng thứ 4 với 73 thí sinh. Đà Nẵng có 67 thí sinh đạt giải và Đoàn Thanh Hóa có 64 thí sinh đạt giải. Tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm 2013, học sinh đạt giải nhất, nhì, ba sau khi tốt nghiệp sẽ được tuyển thẳng vào đại học các ngành đúng hoặc là ngành gần với môn thí sinh đạt giải. Học sinh đạt giải khuyến khích được tuyển thẳng vào cao đẳng các ngành đúng hoặc ngành gần với môn thí sinh đạt giải. Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm 2013 đã được tổ chức vào các ngày 11, 12 và 13 tháng 1 năm 2013 với hơn 4.000 thí sinh tham dự các môn toán học, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, ngữ văn, lịch sử, địa lý và ngoại ngữ. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết năm nay Bộ sẽ tiếp tục rà soát kiểm tra các cơ sở đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, dừng tuyển sinh và đào tạo đối với những ngành, chuyên ngành không đáp ứng được các điều kiện bảo đảm chất lượng. Nhằm tăng cường bảo đảm chất lượng đào tạo sau đại học, năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ sửa đổi, bổ sung quy chế đào tạo sau đại học theo quy định của Luật Giáo dục Đại học. Theo đó, thì Bộ sẽ xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ theo hai hướng. Nghiên cứu và ứng dụng đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế với đào tạo sau đại học, rà soát lại chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. Thưa quý vị, cách đây không lâu, dư luận xôn xao về loài sinh vật lạ được phát hiện tại huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. Những lời đồn thổi đã gây ra không ít hoang mang lo sợ cho người dân.
Sở Y tế tỉnh Phú Yên và các nhà khoa học thuộc Viện Sốt rét ký sinh trùng côn trùng Quy Nhơn, Bộ Y tế đã lấy mẫu xét nghiệm và đã có kết luận cuối cùng. Phóng viên thời sự VTV Phú Yên đã có cuộc trao đổi với ông Phan Vũ Nhân, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên xung quanh vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa ông, thời gian qua thì dư luận rất là hoang mang về cái vấn đề sinh vật lạ, và được biết là ngành y tế của địa phương cũng như là trung ương thì cũng đã vào cuộc để kiểm tra vấn đề này. Ông cho biết là cái kết luận cuối cùng của ngành chức năng về cái loại sinh vật này ạ? Được thông tin thì chúng tôi có lên trực tiếp lên kiểm tra, thì chúng tôi có gửi ra là Viện Ký sinh trùng côn trùng tại Quy Nhơn, thì họ cũng đã kết hợp với Viện Sinh thái côn trùng tại Hà Nội, và chúng tôi mới được trả lời đây, tức là thì khẳng định đây là ấu trùng của ruồi lông, một dạng ruồi lông, ruồi một loại ruồi mà lâu nay thì chúng ta là ít gặp ở trong môi trường. Thưa ông, như vậy thì cái loại này thì nó thường có trong môi trường hay không, mà thời gian vừa qua khi mà mọi người nhìn thấy thì lại thấy là nó lạ và gây cái tâm lý hoang mang như vậy ạ? Nó sống ở xung quanh các cái vùng bẩn, sau xung quanh các cái nhà cầu, các cái vùng nước mà giàu các cái chất dinh dưỡng ô nhiễm á, thì lâu lâu chúng ta thấy thỉnh thoảng có một con ruồi nó to bằng ngón tay á, là nó bay vào trong nhà đấy, nhưng mà nó không có đậu ở thức ăn chúng ta. Thế đấy là những con ruồi người ta gọi là ruồi lông, và cái dạng là dạng giả ong. Theo ghi nhận của đoàn kiểm tra mình thì cái điều kiện mà phát hiện cũng như là phát sinh cái loại sinh vật đó ở nhà dân đó là như thế nào ạ? Là theo ta tìm hiểu thì chúng tôi được cái thông tin lên, thì tôi trực tiếp cùng với một số anh em chuyên môn của trên sở lên kiểm tra lại, tìm hiểu lại, thì thấy quần áo này là quần áo mua ngoài chợ, mà quần áo nó không phải quần áo sạch. Chúng tôi kiểm tra lại thấy quần áo này là cũ rồi. Còn cái nguồn mà cái vết đó là con ruồi nó đẻ vô lúc nào thì chúng tôi cũng không khẳng định được. Thì như các bạn biết là đã ngâm vô trong nước thì cái môi trường tạo điều kiện để mà trứng nó nở thôi, bình thường, và ấu trùng nó sẽ phát triển lên, giai đoạn phát triển, mà giai đoạn là giai đoạn là chưa phải là thành con vật chủ. Như vậy thì cái loài ruồi này thì nó có cái sự đe dọa hay là cái ảnh hưởng gì đến sức khỏe của người dân hay không ạ? Đã gọi là các cái sinh vật mà sống ở trong các cái vùng mà nước dơ bẩn, kể cả những cái vùng nước mà có phân, kể cả cái vườn nước thải bẩn của chúng ta thì đều là mang cái tính chất mang bệnh cả. Nhưng chúng ta biết là con ruồi này là nó ít bay vào trong nhà và đậu vào thức ăn của chúng ta. Nếu mà có gây bệnh thì chủ yếu là tiêu chảy là chủ yếu. Thưa ông, như vậy là bên ngành chức năng thì có cái khuyến cáo gì đối với người dân, ngay cả về vấn đề môi trường cũng như là khi mà phát hiện các loại sinh vật lạ, để mà tránh cái tâm lý hoang mang cũng như là ảnh hưởng đến sức khỏe? Thứ nhất là chúng ta nên vệ sinh cống rãnh và làm cái thoát nước cho nó tốt. Và rác thì nên đổ tập trung. Vì lần sau mà có những con vật thể gì nó hơi lạ là lâu nay chúng ta chưa thấy, thì chúng ta nên là bình tĩnh và mời các cái sở chuyên ngành, ví dụ là Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Sở Y tế cùng vào cuộc để mà tìm hiểu con đấy nó thuộc liên quan đến như thế nào, để mà có cái biện pháp mà khuyến cáo người dân nên phòng ngừa như thế nào. Cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình hôm nay. Thưa quý vị, cũng theo Viện Sốt rét ký sinh trùng côn trùng Quy Nhơn, người dân khi gặp những loại ấu trùng như vậy có thể loại trừ bằng nước đun sôi hoặc là dùng thuốc tẩy. Còn các loại hóa chất khác đều không có tác dụng. Và cũng cần phải nói thêm rằng, người dân phải hết sức cẩn trọng khi đưa ra những thông tin như vậy ra cộng đồng, tạo dư luận không tốt và tốn nhiều thời gian, công việc và cả tiền bạc của đối với cơ quan chức năng. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức giao thông trưa hôm nay. Theo Tổng công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn, trong dịp Tết Quý Tỵ này, các bến xe ở thành phố Hồ Chí Minh đã sẵn sàng đưa khoảng 1,4 triệu hành khách về quê ăn Tết. Hiện nay các bến xe miền Đông, miền Tây, An Sương, Ngã Tư Ga đã sẵn sàng phục vụ hành khách chu đáo, trật tự và an toàn, không để khách ứ động ở các bến xe vì lý do không có xe. Đối với bến xe Ngã Tư Ga vừa mở cửa bán vé trước Tết cho hành khách về quê các tuyến từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An, Bắc Giang, Bắc Ninh, Nam Định, Hà Nam, Vĩnh Phúc. Trong thời gian từ nay đến ngày 7 tháng 2, tức là đến ngày 27 Tết, trong khi đó tại bến xe miền Đông, sau nửa tháng phục vụ đã có 1.200 hành khách mua vé trước Tết để về 13 tỉnh thành khu vực miền Trung và các tỉnh ở miền Bắc. Theo báo cáo của Trung tâm Ứng phó Sự cố Thiên tai và Cứu nạn Đường sắt,
tàu TN18 hành trình Sài Gòn đi Hà Nội ngày 26 tháng 1 năm 2013 đã đột nhiên vượt tín hiệu khỏi ga, cách cột tín hiệu vào ga hơn 100 mét do đầu máy D13E713 bị khóa một góc 60 độ, khiến cả đoàn tàu bỏ qua ga Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, bất chấp trực ban nhà ga đã dùng mọi tín hiệu để báo dừng. Trước đó, vào ngày 26 tháng 1 năm 2013, đoàn tàu khách mang ký hiệu TN18 lẽ ra là phải dừng đón trả khách tại ga Tuy Hòa. Thế nhưng không rõ nguyên do đã vượt qua ga, khiến cho nhiều hành khách trên tàu và cả người ở dưới đường hoảng loạn. Rất may ngay sau đó, tàu đã dừng được và nhân viên cũng đóng chắn kịp thời. Tuy không thiệt hại gì về người và tài sản, nhưng đoàn tàu đã chậm 45 phút so với hành trình. Thưa quý vị, bảo đảm trật tự an toàn giao thông lâu nay thường được coi là nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông. Tuy nhiên, việc tuần tra của lực lượng cảnh sát giao thông không thể thực hiện mọi lúc mọi nơi. Huy động vai trò của các đoàn thể cùng tham gia và bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại địa phương là cách làm đang được lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng thực hiện. Mô hình này đã phát huy vai trò của cả cộng đồng trong bảo đảm an toàn giao thông. Trong suốt buổi tuần tra giao thông của đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, có sự đồng hành của hai cán bộ đoàn. Đây là đại diện của ban chấp hành chi đoàn xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt. Mỗi tuần một lần, lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Lạt lại xuống tuần tra tại các xã và cùng tham gia với lực lượng cảnh sát giao thông là đại diện của các hội đoàn thể địa phương. Người dân chỉ tham gia giao thông chấp hành nghiêm luật khi có lực lượng cảnh sát giao thông tham gia phối hợp xử lý. Trước cái tình hình đó thì chúng tôi đã tham mưu cho lãnh đạo Công an phố Đà Lạt xây dựng kế hoạch phối hợp với công an các xã vùng ven và phối hợp cùng với các ban ngành của chính quyền địa phương như là hội nông dân, rồi đoàn thanh niên tăng cường cái công tác tuyên truyền luật giao thông đến bà con từng thôn bản. Bên cạnh đó thì cũng tăng cường công tác xử lý đối với các hành vi vi phạm. Với lực lượng không nhiều nhưng quản lý tình hình giao thông gần 20 xã phường của thành phố Đà Lạt, lực lượng đội cảnh sát giao thông thành phố không thể phủ khắp các địa bàn để xử lý vi phạm. Các hội đoàn thể địa phương tham gia vào tuần tra giao thông vừa là huy động lực lượng đoàn thể giữ trật tự giao thông với lực lượng cảnh sát, vừa là phát huy trách nhiệm của đoàn thể với những người dân ở ngay địa phương mình. Không có chức năng xử lý như lực lượng cảnh sát giao thông, nhưng hiệu quả của việc cùng tham gia kiểm soát giao thông được các đoàn thể phát huy về lâu dài sau khi lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý vi phạm. Mình đi như vậy thì mình sẽ nắm được cái số thanh niên, những cái thanh niên nào trong xã sẽ là không đội mũ bảo hiểm hoặc là không vi phạm luật an toàn giao thông á, thì sau đó khi mà bên công an họ làm việc xong á thì về bên phía thanh niên thì mình sẽ đi tới, ví dụ như cái thanh niên đó ở gia đình nào thì mình để đi tới gia đình đó để mình vận động, mình tuyên truyền về cái ý thức an toàn giao thông cho đoàn viên. Trong những nỗ lực đảm bảo trật tự an toàn giao thông, từ trước đến nay, thực hiện chính vẫn là lực lượng cảnh sát giao thông. Các đoàn thể tham gia đảm bảo trật tự giao thông, chủ yếu cũng chỉ là phối hợp tổ chức các lớp tuyên truyền về luật giao thông. Ở đây, vai trò của các ban ngành đoàn thể tại địa phương được phát huy nhiều hơn khi mà họ trực tiếp được tuần tra và trực tiếp nhìn thấy những đối tượng vi phạm luật an toàn giao thông. Từ đó, việc tuyên truyền luật giao thông sẽ hiệu quả hơn khi các đối tượng vi phạm được quản lý chặt chẽ hơn và cách tuyên truyền đối với từng đối tượng cũng sẽ cụ thể hơn. Chương trình thời sự buổi trưa trên kênh VTV Phú Yên, Đài Truyền hình Việt Nam đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.